ghét loài gấu nước bất tử, có thể giải mã khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của loài này qua thảm họa tuyệt chủng trên trái đất nhờ vào một hóa thạch 16 triệu năm tuổi. Việc tìm thấy một hóa thạch vi sinh vật dường như là không thể, nhưng một mảnh hổ phách được phát hiện ở Dominica đã biến thành một kho báu quý giá, lưu giữ xác của một loài ta ghét chưa được phát hiện. Bazadojiforgibutsornokajibel, một thành viên của siêu họ ta ghét hiện tại, được đặt tên là Isohisibodia. Theo Cisen Alex, một thành viên của nhóm nghiên cứu là nhà khoa học Phil Baden, thuộc Viện Công nghệ Sinh học New Jersey, Mỹ, ghét là một dòng tộc cũ đã tồn tại từ rất lâu trên khắp hành tinh. Từ khi xuất hiện thực vật trên cạn, cho đến khi khủng long tuyệt chủng, các nhà cổ sinh vật học nhận thấy chúng là một dòng dõi kỳ lạ vì thực tế không có bằng chứng hóa thạch. Theo nhà nghiên cứu bệnh học Matma Palo, thuộc Đại học Hava Mỹ, loài mới này có cấu trúc lông trước đặc biệt, khác hẳn với các loài tu du hiện đại. Loài này được coi là sinh ra sau cuộc tuyệt chủng của loài khủng long 66 triệu năm tuổi. Kể từ đó, chỉ có hai loài cổ đại hơn, Minexum Volen Công ty, 90 triệu năm tuổi và Belon Leggy, 72 triệu năm tuổi, nhưng không có hóa thạch nào hoàn hảo như loài này. Theo Nation Geographic, Tadiget là loài động vật cứng cáp có khả năng tồn tại tới 30 năm mà không cần nuôi dưỡng. Chúng đã được phát hiện ở những địa điểm chết chóc nhất, không có sự sống nhất trên hành tinh, giữa băng ở Bắc Cực giữa nước sôi trong miệng núi lửa và ở những nơi chết chóc nhất, không có sự sống nhất trên hành tinh. Các nhà vật lý thiên văn hoặc các nhà khoa học hành tinh cũng quan tâm đến ta đi ghét. Nhiều người cho rằng tàu vũ trụ của Israel đã bị rơi và thả nhiều con ta đi ghét trên mặt trăng và chúng vẫn đang sống ở đó vì các thí nghiệm cho thấy rằng con ta đi ghét là bất tử trong môi trường không gian. Trụ cột, nhà di truyền học nổi tiếng Zygma Sơn của Đại học West Cornell, hoa kỳ thậm chí còn ủng hộ việc pha trộn dna của sinh vật bất tử vào con người cho phép các phi hành gia trong tương lai có thể chịu được các điều kiện tương tự tầm xa nhất của vũ trụ